Những thí nghiệm hết sức quải chè đậu của anh ba Cồn Lú chưa bao giờ là hết hot, ví dụ như đốt một con đuông dừa bằng tia laser cực nóng 100 độ C, hoặc là cho con muỗi xui xẻo này hít nhan muỗi liên tục trong một tiếng đồng hồ. Những thí nghiệm này khi nghe sơ qua là mình thấy hơi thú vị rồi đó nha. Liệu rằng sau khi trải qua cuộc thí nghiệm táo bạo của anh ba Cồn Lú, thì mấy con côn trùng đó có còn sống nổi hay không, chúng ta cùng chờ xem nhé. Chuyện là hôm nay anh ba Cồn Lú trong lúc đang lướt Shopee thì bỗng thấy có bán một cái máy khắc chữ bằng tia laser, thế là anh ấy đã đặt hàng một cái về xài thử xem có ổn hay không. Khi test thì chỉ trong vài giây là cái máy đã khắc xong một hình rồi. Trùng hợp thay anh ba Cồn Lú vừa bắt được một con đuông dừa, thế là anh ba liền suy nghĩ ra một ý tưởng rất là quái dị. Anh ấy muốn dùng cái máy laser này để chiếu vào con đuông dừa xem chuyện gì sẽ xảy ra. Não vừa nghĩ xong là tay anh ba làm liền luôn cho nóng. Con đuông dừa lúc này đã được đặt lên thớt rồi, nhấn nút và cái máy laser bắt đầu khởi động. Vãi thật, các bạn có thấy tia sáng màu tím và làn khói bốc lên không? Mình nghe nói là nhiệt độ của tia laser này tận 100 độ C lận ấy. Ôi, laser đang chiếu vào da thịt của con đuông dừa kìa mọi người. Nếu tay của chúng ta bị đèn laser này chiếu trúng thì chắc chắn sẽ bị bỏng nhé. Tự nhiên thấy con đuông dừa cũng tội mà thôi, cũng kệ. Vậy là máy laser đã chiếu xong từ đầu đến đít con đuông dừa. Bây giờ anh ba sẽ cầm con đuông lên và kiểm tra xem sao. Phần bị tia laser chiếu vào chuyển thành màu hơi đen và cứng, mà mới chiếu xong có một mặt hà, nên anh ba quyết định đặt con đuông dừa lên thớt một lần nữa, sau đó dùng laser chiếu hết cơ thể của nó luôn. Sau khi bị laser chiếu thì mình nghĩ con đuông dừa này chắc chín luôn rồi. Khi anh ba đưa lên mũi ngửi thì mùi của nó khá là thơm, mùi này như kiểu của đồ ăn được nướng trên than vậy đó các bạn. Tự nhiên anh ba nhìn con đuông dừa này mà thèm chảy cả nước miếng, nên anh ấy sẽ cắn nhẹ một miếng để thử xem thịt của con đuông khi đốt bằng laser ăn vào có ngon không ấy mà. Vãi, anh ấy cắn phát hết 3/4 con đuông luôn rồi, nhưng mà mùi vị của con đuông dừa này công nhận ngon nha. Anh ba cảm thấy có vị béo béo và thơm nhẹ tan vào đầu lưỡi. Vậy là sau thí nghiệm đầu tiên, con đuông dừa đã bị anh ba nuốt vào bụng, một cái kết thật sự quá cảm lạnh lòng người. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với thí nghiệm quải chè đậu thứ hai của anh ba. Trong cái lọ thủy tinh này đang nhốt một con muỗi. Chuyện là mới nãy con muỗi này đã chích cào tay của anh ba Cồn Lú, nhưng nó chưa kịp hút máu nữa thì đã bị anh ba phát hiện rồi bắt nhốt vào lọ. Sẵn tiện trong nhà anh ba có một mớ nhan muỗi mới mua về hôm qua, một ý tưởng mang tầm vũ trụ đã lóe ra trong đầu anh ấy. Anh ba định sẽ cho con muỗi này hít nhan khói liên tục trong 30 phút xem sao. Kẻ tàn ác thường được sống thảnh thơi. Bây giờ anh ba Cồn Lú sẽ đốt nhan muỗi cháy lên và thực hiện thí nghiệm. Con muỗi hiện tại đã bị úp trong một cái ly nhựa không bay đi được. Nhan muỗi cũng đã được anh ba đút vào trong ly nhựa qua một cái lỗ nhỏ. Vãi thật, con muỗi khi ngửi thấy mùi khói thì tỏ vẻ rất khó chịu. Nó tìm đường bay ra khỏi chỗ này nhưng éo được. Đây rõ ràng là một cách trừng phạt hơi bị vô nhân đạo nha anh ba. Con muỗi cũng là con người mà, tại sao anh lại đối xử với nó như vậy chứ? Sau 5 phút hít khói từ nhan thì con muỗi đã có dấu hiệu loạng choạng. Ôi trời, con muỗi lúc này đã không đứng vững được nữa, mà nó đã nằm bật ngửa ra sàn luôn rồi kìa các bạn. Chúng ta cùng chờ xem con muỗi này có sống sót qua nỗi con trăng này hay không nhé. Chứ nãy giờ mình thấy nó dãy đành đạch hơi bị nhiều rồi ấy. Hít khói chứ phải Mai Thúy đâu mà sao con muỗi này phê pha ghê thế. Anh ba Cồn Lú bảo mày có ngon đứng dậy hút máu tao nữa đi. Anh ba đưa ngón tay lại gần con muỗi thách thức, nhưng con muỗi hiện tại có lẽ đã ngấm thuốc vào lục phủ ngũ tạng rồi. Dám đắc tội với anh ba thì mày tới số rồi. Ôi, vậy là sau 3 phút hấp hối thì con muỗi đã tắt thở. Điều này chứng tỏ nhan muỗi khá hiệu nghiệm nha các bạn. Sau 2 cuộc thí nghiệm của anh ba thì không con vật nào còn sống cả. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về những thí nghiệm của anh ba Cồn Lú? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Series review những động vật thú vị của mình đến đây cũng hết. Nếu thấy hay thì hãy nhớ đăng ký và like cho kênh mình phát triển nhé. Thú mỏ vịt tri thức, bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.